không phải là các ăn nước nấu cùng với bún. Ừ, bún với nước tương. Bố ơi, bố có hay cắt đi. Bây giờ cái kéo là một cắt thành miếng như vậy rồi bố cắt đi. Rồi, anh hai thả ra đi, bố cắt cho. Bố đi lấy kéo bố cắt cho. Nè, rồi con thấy. Con lấy tay ra đi, lấy ra luôn. Rồi. Rồi. Ok. Cái kem sụp ở đây hả? Ừ. Cái kem sụp ở đây hả? Ừ. Tội chết lắm. Nè, ủa, không có nến hả? Có, một cái nến liền không. Ủa cái này nó cho con cây vậy hả? Kìa nó mắc quá. Gì? Cây, một cái cây quẹo 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 nó mắc không? Mắc hơn một cái nguồn luôn. Rồi. Cái gì đây? Ừ. Tại nó bị cây ấy nó yếu. Thôi vậy thôi, đi thôi, nó cái này thì dễ mới nát bệnh để nào bố thôi. Bố bóp xin lỗi bố sắp sửa rồi. 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 Anh hai hát Happy Birthday mẹ đi. Chúc cho anh bố. Ok. Rồi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. À, tụi con hỏi với mẹ nha. Ok. Dạ, ba mẹ con hỏi đi. Đúng không? Từ từ để em ba lính đi nha. Đúng rồi. Hỏi nè, phù. Hỏi. Từ từ. Hỏi nha. Mẹ cho tôi hỏi nữa. Anh hai ơi, đồ bố nha. Rồi, đây tôi nè. Đừng đụng nhau nè. Đẹp lắm. Một, hai. Một, hai, ba. Em hỏi. Một, hai, ba. Con ở cùng với mẹ luôn á. Con với mẹ cùng hỏi đâu, cho em hỏi. Bạn lớn nữa đi bố. Thôi tới lượt em, hai không được. Em không muốn hỏi. Em ơi, nè. Em ơi hỏi, phù nè, hỏi nè. Hỏi đi. 1, 2, 3. Thôi, em không hỏi rồi. Anh hai nè, 1, 2, 3. Đơn tiên lắm. Rồi. Ok. Đơn tiên lắm. Rồi, dậu em đang tối cho giảm nha, nó bị chảy ra. Kì mày gọi cái lạnh đi. Rồi. Cái gì con? Rồi. Cái gì đâu? Cái này có cây không? Đậu phộng không cây đâu, con ăn thử không? Cái này có cây không? Nè. Cái này có cây không? Không cây. Đậu phộng sẽ không cây. Nếu cái xe nó dễ đấy. Em ơi, em không ăn được đâu, bóp lỡ mà cây coi không, cái con chay ra mắt một cái là khóc ra biến mén luôn á. Bố bỏ đây một ít nữa. Đậu gà. Nhìn màu vậy. Anh hai có muốn ăn thử cái nước lẩu không? Chắc thịt cho nó ngủ rồi không ăn. Em lấy cái dịch đĩa này. Con nhúc cái nấu lẩu đó.
Con không rồi. Ăn thêm anh hai ơi. Anh hai sẽ ăn thêm cái gì đó nha. Hay là bún nữa đi. Hay là bún nữa đi. Đợi một chút xíu. Nếu mà ăn miếng với lại cái nước này ngon lắm á. Ok. Ít thôi nha. Ít thôi để cho nó ngon. Ăn thịt gà nữa. Bố sẽ lấy thịt gà. Dạ. Ha, ha, không gấp được. Nó nặng quá mà. Rồi chị ra bố lấy ra. Bố giúp hai kìa. Hai đợi một chút nè. Nè. Không, không bỏ dưới đây chứ. Rồi bố bỏ nước vô nha, chịu không? Nước lẩu gà, chịu không? Ok không anh hai? Bố hỏi nè, bố bỏ nước lẩu gà nha. Nè. Nóng, phải đợi một chút xíu đó nha. Nóng lên. Nóng ghê chứ. Rồi. Để cho nó thấm. Thêm nữa. Nữa hả? Nữa nè. Cẩn thận nóng á. Đây. Vô. Ôi, sinh nhật của mình mà có người nhậu. Vô. Vô vô vô. Okay. Cái này nhẹ giảm mà con. Hai cái lỗ thái này là gọi thái. Gọi thái sầu huyết, còn đó là gọi thái thập cẩm. Con cắt nước. Kệ cha. Bia. Con có uống được bia không? Con thử không? Thử một tí xíu nè. Nữa không? Nó không ngon hả em? Nó không có gì hết, chẳng cho bố. Dạ. Bố lấy cái quạt của em nè. Nhưng mà rồi đưa quẹt rồi. Rồi. Ăn vị có vẻ ok anh. Ok. Mở gần đây. Đây. Ngon quá. Bún. Anh hai rồi nè. Em ăn bún. Bỏ thịt dài nha. Ăn với thịt dài chứ. Cho dễ ị. Chịu không? Không, dám chốt cho bảo vệ. Để dễ ăn thịt gà cũng dễ ăn à. Anh hai kỳ quá. Chúc mình sẽ ăn thịt ngủ. Chúc mình chúc. Anh hai kỳ quá. Bố muốn anh hai ăn nhiều thứ cho tốt cho sức khỏe nó. Rồi, rồi. Em có thể giảm. Hả? Có thể giảm. Giảm rồi. Từ từ cũng sẽ. Gấp mấy cái nào khoảng nét hết. Tiệm này được có nhiều nắng. Không, anh thấy ăn có vẻ ngon. Cũng được. Thật độc ra. Vị trí muốn dài thì muốn dài. Bà có cái là có tiêu. Mấy
cái cơm gà thanh kỳ nó cái gà như vậy rồi hai ăn thịt gà hay con.